Hello nhóc, mẹ nhóc ở nhà không? Chú đến đây làm gì? Cháu không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của chú. Chú đi về đi. Ok, nào, từ. Giọng biết đùa nhỉ? Nhưng mà chỉ hơi bất lịch sự một xíu thôi. Ai vậy con? Khách của mẹ đấy. Mẹ tự đi mà xử lý. Con không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của chú ấy trong nhà mình nữa đâu. Làm à? Ok, làm. Tôi đã nói rồi là cậu đừng bao giờ tìm tôi nữa. Cậu không hiểu hả? Nhưng mà Cường nhớ Lam quá. Hoa này, quà nữa này. Tất cả chỉ là cái cớ để Cường gặp Lam thôi. Cậu nghĩ tôi thích mấy cái kiểu ngôn tình sến súa này à? Tôi đã nói với cậu rồi, giữa tôi và cậu ấy cũng chỉ là qua đường thôi. Tại sao cậu cứ tìm đến tôi vậy? Còn bây giờ á, biết. Nhưng mà không biến được. Mình thích Lam lắm ấy. Thích đến mức phải quay lại clip mặn nồng của chúng mình. Cậu nói cái gì cơ? Lam nghe rõ mà. Cường đâu cần phải nhắc lại đâu. Đúng không? Lần sau Cường sẽ cho chị xem. Mà đẹp hơn nữa thì cả hai cùng xem. Chú ấy về chưa hả mẹ? Dạ rồi. Mẹ vẫn qua lại với cái chú Cường phòng gym này đấy à? Con không biết là mẹ có thật lòng hay không, nhưng mà con chả thích chú ấy tí nào cả. Nhìn trai lơ chết đi được ấy. Mà con thấy chú ấy cứ giả tạo thế nào ấy, không thật lòng với mẹ đâu. Mẹ nên kết thúc sớm đi, không bị lừa vào chồng đấy. Con biết gì mà nói. Mẹ từng này tuổi, mẹ có rất nhiều kinh nghiệm để nhìn người. Con không phải dễ khôn. Thế mà mẹ nói là mẹ vẫn còn tình cảm với bố, muốn con hàn gắn với hai người. Hóa ra mẹ toàn nói một đằng là một nẻo. Thả mẹ có quen với bác nào lớn tuổi đàng hoàng con còn ủng hộ, chứ đã quen một gã trai trẻ lại còn mồm mép lươn lẹo. Con để xấu hổ chết đi được ấy. Con biết gì mà nói. Bố con lấy vợ trẻ, sao con không che trách bố đi, mà lại cấm mẹ có bồ trẻ, vậy là sao? Thì con cũng chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Mẹ đã đi trách con hẹp hòi. Được, nếu mà mẹ thích chú ấy đến thế thì con nhường thế giới lại cho hai người. Con đi.